chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong One Piece, kiếm là một trong những loại vũ khí chính được khá nhiều người sử dụng và xuất hiện rất phổ biến trong suốt bộ anime One Piece. Tuy nhiên, không phải kiếm sĩ nào cũng may mắn sở hữu những thanh kiếm tốt và mạnh mẽ. Meito là những thanh kiếm nổi tiếng ai nhìn thấy cũng mê mẩn vì chất lượng của những thanh kiếm này vượt xa những thanh kiếm thông thường. Meito lại được chia thành nhiều bậc khác nhau. Ví dụ như hạng cực phẩm đại bảo kiếm là những thanh kiếm có chất lượng tuyệt đỉnh thiên hạ, chỉ có 12 thanh. Tiếp theo là hạng đại bảo kiếm là những thanh kiếm có chất lượng hảo hạng, bao gồm 21 thanh. Nhiều thanh kiếm cực phẩm đã được tiết lộ trong One Piece như thanh Joru của Mihawk, nhưng chỉ có một số ít các thợ rèn kiếm được biết đến. Cho đến nay, có 3 thợ rèn nổi tiếng trong One Piece đã được biết đến thông qua những thanh kiếm tuyệt đỉnh của họ, và họ đến từ Wano. Trong video lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Thứ nhất, Tengu Yamahitesu. Mỗi lưỡi kiếm Kitetsu được làm ra đều mang một lời nguyền khủng khiếp tới chủ nhân của nó. Cho đến nay, chỉ có duy nhất Zoro là người đã vượt qua lời nguyền này và chính thức trở thành chủ nhân thật sự của thanh quỷ kiếm Sandai Kitetsu. Tengu Yama là thợ rèn nổi tiếng tại Wano Quốc và cũng là người chế tạo ra quỷ kiếm Sandai Kitetsu. Hiyori đã tiết lộ cho chúng ta biết thì tay nghề của ông có thể ngang hàng với kiếm sĩ huyền thoại Shimotsuki Kozaburo, là người chế tạo ra những thanh kiếm huyền thoại. Bên cạnh đó, Kitetsu còn tỏ ra cực kỳ am hiểu về kiếm và nguồn gốc của chúng. Khi nhìn thấy một thanh kiếm Meito, ông có thể xác định được nhanh chóng và giải thích với Zoro về những thanh kiếm anh đang cầm. Tengu Yamahitesu là một người đàn ông đeo mặt nạ Tengu mà Ruffy đã sớm được gặp khi ở Wano. Hitetsu với tay nghề thợ rèn đỉnh cao của mình cũng là người chế tạo ra một thanh đại bảo kiếm Ameno Habakiri. Ngoài việc chế tạo kiếm, Hitetsu còn giữ được những thanh kiếm mạnh mẽ của các thợ rèn khác nữa. Ông cũng giữ gìn và bảo vệ hai thanh kiếm của Oden. Một là thanh kiếm Enma được Hiyori Kozuki trao cho Zoro, một là danh kiếm Ameno Habakiri được Oden để lại cho Momonosuke. Thứ hai, Kotetsu. Kotetsu là một kiếm sĩ thợ rèn chế tạo thanh đại bảo kiếm bị nguyền rủa Nidai Kitetsu. Ông là tổ tiên của Tengu Yamahitesu. Kotetsu là một kiếm sĩ bậc thầy xuất sắc. Ông đã rèn được thanh kiếm Nidai Kitetsu huyền thoại đủ mạnh để được xếp vào một trong 21 thanh đại bảo kiếm. Thông qua lời đồn thổi từ xa xưa, ông ta cũng có thể đặt ra những lời nguyền lên thanh kiếm của mình, điều mà một số cá nhân thậm chí có thể cảm nhận được. Trong hình ảnh là thanh kiếm Nidai Kitetsu, quỷ kiếm đệ nhị, cũng là thanh kiếm thuộc dòng Kitetsu bị nguyền rủa Wazamono và đứng vị trí mạnh thứ hai trong số các thanh Kitetsu. Là một trong 21 thanh đại bảo kiếm, Nidai Kitetsu là một trong những thanh kiếm tốt nhất trên thế giới, là thanh kiếm mạnh thứ hai trong số các thanh kiếm Kitetsu với độ sắc bén và sức mạnh phi thường, ngang với các thanh kiếm huyền thoại như Wado Ichimonji, Shusui, Enma và Ameno Habakiri. Thanh kiếm Nidai Kitetsu sau đó được thợ rèn Tengu Yamahitesu giữ cho đến khi Ruffy nhảy mất lấy đi đánh nhau. Sau khi Ruffy bị đánh bại bởi Kaido, Nidai Kitetsu có lẽ đã bị tịch thu bởi băng hải tặc quái thú và đem để ở Udong. Sau khi tiếp quản phá ngục Udong, thanh kiếm đã được Kikunojo lấy lại và trả lại về cho Hitetsu. Lúc đó Zoro đã có thể cảm nhận được và xác nhận rằng đó thực sự là một danh kiếm. Thứ ba, Shimotsuki Kozaburo. Shimotsuki Kozaburo là một thợ rèn hóa ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới One Piece. Ông là người đã chế tạo ra Enma và Wado Ichimonji, hai thanh kiếm cực kỳ chất lượng. Shimotsuki Kozaburo đã được Tengu Yamahitesu nhắc đến trong One Piece chương 955. Không chỉ tạo ra hai thanh kiếm Wado Ichimonji, ông còn tạo ra thanh kiếm Enma mà Kozuki Oden sử dụng. Cả hai thanh kiếm này đều thuộc nhóm 21 thanh đại bảo kiếm. Theo bản dịch từ Manga Plus, ứng dụng chính thức của Shueisha, Kozaburo đã đem theo thanh Wado Ichimonji rời khỏi Wano 50 năm trước sau khi phá vỡ các quy tắc. Thật trùng hợp khi bây giờ hai thanh kiếm mà Kozaburo chế tạo hiện đang được Zoro sử dụng. Trên đây là ba thợ rèn kiếm nổi tiếng trong One Piece đã được biết đến và đặc biệt, cả ba đều đến từ Wano. Bạn có thích các thanh kiếm nổi tiếng trong thế giới One Piece không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.